Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với KBSV88TV và đây là Kinh tế Easy. Bắt đầu từ quý 3 năm 2022, cụm từ phép tăng lãi suất xuất hiện nhiều trên các trang báo. Việc tăng lãi suất nhằm kiểm soát tình hình lạm phát trên toàn nước Mỹ. Vậy lãi suất phép là gì? Phép tăng lãi suất ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! Fed là tên viết tắt của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, là tổ chức tài chính duy nhất trên thế giới được phép in đô la Mỹ. Fed có nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ nhằm đảm bảo ổn định và phát triển nền kinh tế Mỹ. Lãi suất Fed là lãi suất quỹ liên bang. Đây được coi là công cụ kiểm soát nền kinh tế Mỹ của Cục Dự trữ Liên bang. Việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam là một phần trong các quốc gia bị ảnh hưởng bởi sự điều chỉnh này. Vậy sự ảnh hưởng này là gì? Thứ nhất là tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tăng lên. Lãi suất Fed tăng dẫn đến mọi người bán Việt Nam đồng, mua đô la Mỹ vì lãi suất đô la Mỹ cao hơn trong trường hợp ngân hàng nhà nước chưa tăng lãi suất điều hành. Tỷ giá cao sẽ khiến xuất khẩu tăng và nhập khẩu giảm do giá tăng cao, gây khó khăn trong cung ứng hàng hóa nguyên liệu. Ngân hàng nhà nước phải có biện pháp nhằm giảm áp lực về tỷ giá. Thứ hai là nợ công tăng lên. Các khoản nợ nước ngoài đa phần đều thanh toán bằng đồng đô la Mỹ. Lãi suất Fed tăng khiến các khoản nợ tăng theo tỷ giá và lãi suất đô la Mỹ, gây ảnh hưởng đến cán cân thu chi của chính phủ. Thứ ba là lãi suất điều hành tăng lên. Lãi suất Fed tăng làm đồng đô la Mỹ hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư, đồng tiền nội địa mất sức hấp dẫn. Trước tình hình đó, ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành nhằm giữ ổn định tỷ giá cũng như kiểm soát lạm phát. Thứ tư là nhu cầu mua hàng xuất khẩu từ Việt Nam của các quốc gia khác giảm. Do lãi suất Fed tăng, người dân cũng như doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu, dẫn đến nhu cầu tiêu dùng hàng hóa giảm, sẽ là khó khăn cho hàng hóa xuất khẩu. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong Fed tăng lãi suất ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm một vấn đề nào nữa, hãy comment xuống bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!